sinh dự thi Quang Văn Toàn, địa chỉ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Dự thi bài vọng cổ Vũ Văn Hiếu, tên anh sáng ngời trên côn đảo, tác giả Trương Văn Úc. Côn đảo bây giờ đẹp lắm phải không em? Từ lúc chia tay anh trở về thành phố, nhớ chuyến tàu điểm nhấp nhô trên biển, nhớ tiếng thì thầm khẽ khẽ suốt hàng dương, nhớ những chiều gợi nhớ gợi thương, trên gánh đá còn anh nhận dấu thù của bọn giả mang đã tàn sát nhân tâm. Suốt bao năm dồi thân trong ngục lạnh, chịu đòn roi tra tấn cực hình, với những áp lực bất bình dân quân thù bầm tím ruột gan, vô thần nát xương tan, mau đóng toàn thân vì đồng chí đồng bào, lòng quốc hận sống vào. Một người ngã muôn người đứng dậy, quyết đập phá xiềng gông, đập phá xiềng gông giải phóng lầm than nơi nhà tù côn đảo. Đó là nỗi khát khao của bao trái tim hòa chung nhịp đập đánh đuổi bọn xâm lăng cho đất nước thanh bình. Gian khổ hy sinh đâu biết thân mình, chốn nhà giam đâu lúc nào được an ngày, chúng đỏ đài thân xác khổ say. Anh kiên cường nhất quyết không khai, dùng cảm kiên trung cho đến hơi thở cuối cùng. Lòng vắng lòng trước lúc đi xa, áo gửi cho người nói tiếp đường chân. Còn sống mai giờ muốn treo trái tim của đồng chí đồng bào. Thời gian khắc anh bóng hình anh qua từng trang sử tự hào, đứng trước một người anh hùng bất tử, ý chí quật cường sắt thép vẫn còn miệng cười với bao công trình mới đang xây, đã có những bàn tay điểm tô cho đất nước. Đất đạo hồng thiên sẽ không trùng bước ơi, con đạo anh hùng sẽ tiếp nối hùng anh. Hãy nhìn kia bến đồng cỏ ông tóc nập kẹt lại người qua,
tầng dày nhà cao được dựng xây tiếp nối với bao cống trần dương mình lên vách núi, dòng đèn sáng ngời tỏ khắp đảo yêu thương. Đây chuồng bò chuồng cọp phú hải phú sơn, và còn đó bao nhóm tích quân thù còn hàng trong năm tháng. Kìa ông đồng bãi đầm chầu suối ân, từng đoàn người phương xa hồi hả kéo nhau về. Đêm nay gió lòng tư bề, lòng nghe sao xuyên vỗ về hàng dương. Ai ra con đảo yêu thương, nhớ người trao áo xôi đường ta đi. Điểm của ban giám khảo dành cho phần dự thi của thí sinh Quang Văn Toàn, địa chỉ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An: nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ 16,25 điểm, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan 16,25 điểm, nghệ sĩ Hà Như 16,25 điểm.